Tòa án Nhân dân thành phố Bạc Liêu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy và tuyên tổng mức phạt dành cho hai bị cáo trong vụ án hơn 16 năm tù giam. Hai bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bạc Liêu truy tố trước tòa gồm Lê Tiến Quang, sinh năm 1998, ngụ khóm 3, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, và Nguyễn Ngọc Chinh, sinh năm 1994, ngụ khóm 6, phường 3, thành phố Bạc Liêu. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bạc Liêu, cả hai bị cáo Lê Tiến Quang và Nguyễn Ngọc Vinh đều là đối tượng nghiện ma túy. Để có ma túy sử dụng và bán lấy tiền tiêu xài, bị cáo Quang lên mạng Facebook đặt mua ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh, mang về cất giấu tại nơi ở, rồi cùng với Vinh sử dụng và chia nhỏ để bán cho các đối tượng nghiện khác. Mỗi phần ma túy có giá từ 300 đến 500 ngàn đồng. Sau nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng nghiện, đến ngày 14 tháng 12 năm 2020, khi có người đặt mua ma túy, Lê Tiến Quang kêu Nguyễn Ngọc Vinh đi giao hàng, thì bị lực lượng điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an phường 3 và Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 4 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển bắt quả tang thu giữ trên người Quang 4 bịch ma túy. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bạc Liêu kết luận vì động cơ vụ lợi bất chính mà bị cáo Quang và bị cáo Vinh đã 7 lần bán trái phép chất ma túy cho người khác. Vì vậy mà cáo trạng đã truy tố hai bị cáo phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 2 điều 251 của Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Quang mức án 8 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Nguyễn Ngọc Vinh nhận mức án 8 năm tù giam.